đợi giờ bước ra. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 5 câu 28 đến câu 29. Đời sống chuỗi dài những giờ chờ đợi. Mẹ đợi giờ mầm sống con căn nhà nhỏ bước ra. Chập chững bước vào ngôi nhà lớn. Khi giờ tới, tiếng khóc vang vang một khung trời vui. Con đợi giờ vương cao từng phân, Ngẫn cổ gầy, đó thước đất từng ngày. Khi giờ tới, con thanh niên mười tám, chân ống điếu, bụng không ngấn mở, bước ra đời. Sinh viên đợi giờ bước ra sân trường, mặc áo, đội mũ, con thơm tóc dài sợi bóng sợi cứng nét con gái ẩn hiện khuôn mặt khi giờ tới con thiếu nữ mười tám áo dài ra phố rực rỡ một góc trời chân guốc gỗ khu vang vang hương thơm thoang thoảng ngất ngây sinh viên sân trường đứng đó ngóng cổ nhìn con đợi giờ áo cô dâu tà dài trắng. Con đợi giờ trầu xanh, ly rượu đỏ. Con đợi giờ tân hôn, đất gặp trời. Dẫn tới mầm tinh khôi nước vỏ. Vòng quay xoay, tròn. Con bước theo vết chân mẹ, dấu chân cha. Hình con bàn thờ tổ tiên. Khi giờ tới, con biểu tượng quá khứ con biến mất trên bàn thờ dòng họ và trong cả tâm trí mọi người thời gian từ những ngày đầu tiên vẫn sinh vẫn bịch vẫn lão vẫn tử cho tới giờ ngày thứ sáu hôm đó con treo trên cây thập tự mẹ đứng đó khóc vang đỉnh đồi trắng màu khăn tan con thuở đó bước vào đời con bây giờ bước vào hư vô xác con nhạt nhòe biến mất sau tảng đá che lấp kín xác người năm vết thương còn mới máu đỏ chưa kịp đổi màu đen nhưng không con đã nói trước giờ đã tới giờ kẻ chết trong mộ sẽ nghe tiếng con và sẽ bước ra khỏi mộ giờ đó giờ con treo thập tự giờ đó trần gian hồi sinh giờ nụ hoa người phục sinh nở bật tung người đã chết và người sẽ chết không biến mất vào hư vô nữa người sống mãi người phục sinh bắt đầu từ giây phút đó vòng quay sinh bệnh lão tử quay thêm một vòng vòng phục sinh giờ phục sinh nhân loại đã tới lạy ngài xin cho con sống lại với ngài